Đây, có vài trăm là có cái điện thoại 5.3 inch nha cả nhà. À, chơi được game 3D PlayStation luôn nè. Đã không? Mình có tay cầm chơi được luôn nha. À, màn 5.3 pin 4.000 luôn. Đó, đã không? Pin 4.000 chip Snapdragon 425 4 nhân. Ấy, rồi mém mút mình luôn. Đỡ này. Đây, điện thoại của Mỹ nữa nha, có 780 à. Bao ship kèm theo dây sạc, bảo hành 1 tháng ha. Pin 4.000, chip 425 4 nhân. Chơi được game online luôn, RAM 2GB bộ nhớ 16 nha. Đó, đây em đang chơi thử ở nhà coi. Đó, đó mình sale lại nè. Sale lại, rồi. Đây. Em đã tối ưu hóa hết rồi. Xóa hết các app cần thiết ha. Này là sim 4G nha. Rất đẹp. Đang còn rất là nhiều nha. Nhưng mới còn 3 thùng nữa, tổng cộng mấy trăm 300 300 mấy chục con nha. Đó, mình có thể cài TikTok, YouTube không quảng cáo nè. Đó. TikTok. Rồi, 200 kênh TV miễn phí ha. Đó. 200 kênh TV miễn phí luôn. Rồi, Facebook, Zalo đồ cài được hết nha. Android 7. Đây chip của nó đây. Hệ thống nè. Đó, máy của nó hiệu là Infocert VZH. RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Đó. CPU là 425 nha, Snapdragon 425 4 nhân. Full tiếng Việt nha. Hiển thị là màn 5.3 inch. Đây, pin của nó là 4.000 nữa nha. Pin 4.000 rất là trâu luôn. Rồi, hiển thị là HD 720 nhân 1280. Đó, 5.3 inch nha. Rồi, có 780 à. Rồi, mời cả nhà ha.